lỡ hai mình xa nhau. Đừng khóc cho mi quen sầu, ghi nhé em chuyện vui ban đầu. Đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Nọ mai kia nếu chẳng còn khi đưa đẩy cho nhau thiên đường hạnh phúc buồn khổ, chẳng em thương nhớ không nào. Em sẽ thức trắng đêm tiếc thầm gian dở trằn trọc mơ màng. Anh sẽ viết tên em trên cây trên lá, vẽ hình em trên các làm bạn đường, lấy vô giấc chim cái bao. Là em sẽ tuôn thành sông suối, đôi về xa cho anh uống trọn hồn em. Anh sẽ nhìn lên trời cao mỏi mắt kiếm tìm bóng của em soi trên nền. Đừng trang điểm để tóc rối bời như kẻ điên, mang kiếp tật nguyền anh trở lại, lỡ cười lỡ khóc kết lương duyên. Có thể lắm anh ơi, em sợ anh bỏ rơi em vào nơi gió cát nên càng siết chặt không buông hạnh. Vừa sợ vừa yêu là tâm trạng chung của lứa tuổi mình. Trong tuyệt vọng chỉ xin trời đất đừng cho loài người tức tới lúc yêu nhau. Xin nước mắt ngừng rơi trong cõi sông, xin nụ cười mãi mãi nở trên môi. Xin vui sạch gấm nhung trang hoàng mỏi mặt thương sầu. Kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau. Đã nguyện yêu nhau và của nhau mãi mãi thì dù xót đau lâu và chờ đợi lắm, mọi nhớ mòn thương nào ai dâm phụ bao giờ. Cảm ơn em đã cho hy vọng và tạo niềm tin trong cuộc sống hy ngờ. Quên sao được những phen cùng xây tình sơn.
Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, hai đứa mình nghèo lội bộ đến thăm nhau. Trời ngoài ô sáng mưa chiều nắng, em trốn trong cánh tay anh thay nón thay dù. Đông chặt khuê phòng khi vắng anh, giữ thôn hơi thở những đêm tình, lắng nghe anh bước trong hồn phách, ôm lại từng trang thầm trong máu xương tiếng tang ly biệt của tình nhân. Em ơi cuộc sống còn ly loạn, trăm cặp nhân tình khổ đủ trăm. Trái tình yêu vừa ngọt ngào vừa cay đắng, hãy nếm đi em hạnh phúc của dương trần. Nếu mai này mình không còn gần nhau nữa, em khổ em sầu ôi tội biết bao nhiêu. Còn có đêm nay làm kỷ niệm ghi nhớ trọn đời, nếu mai lỡ mình xa nhau. Bao nhiêu rồi đến lúc cùng chia đường,
khóa áo cưới, em làm người giống phụ. Không phụ anh thì cũng phụ người ta. Nói làm sao cho hết nỗi xót xa. Bắt đầu làm vợ em bắt đầu thất tiếc. Dẫu nhớ cũng phải quên tôi đành vĩnh biệt. Sống chẳng trọn tình cũng trọn đạo với người ta. Tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết thương, lệ sầu chưa quên đi. Đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ còn hai đứa bên nhau. Còn hai đứa yêu nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng. Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với mình. Nát lòng chia biệt, giàu có nhớ ai quên, đời cũng chẳng vui gì. Em khoác áo du quy là đôi ta đành lối hẹn thề. Mơ ước mong manh được bên nhau trọn kiếp đã hết rồi. Bước chân lên chiếc xe qua là sông biển đã bắt đầu ngăn cách. Anh dõi trông theo dần bụi lóc mà tâm tư nghe như tan dũng âm thầm. Em lên xe cưới để theo chồng, xác pháo nằm im dưới bước chân. Em tưởng lòng em đang dở dùng, giả từ kỷ niệm em sang sông. Còn gì để gửi trao nhau trong giờ tương biệt. Tâm sự tôi bời mặt lễ đông đầy ngàn vạn lời thương nhớ buổi chia phôi. Thôi hết rồi em đã thật sự xa xôi, ngày tháng tới còn gì mong đợi nữa. Tiếng pháo vô quy bắt đầu rền rĩ nổ, anh ngơ ngẩn trông theo em sánh bước khi bên chồng. Chia tay lẻ lối tương phùng, xe lăn từng lúc vui hồng càng xa. Em về làm vợ người ta, mình anh hiu quanh bên bờ sông thương. Còn đêm nay ta với mình đi vào tình yêu, để nhung nhớ đến trong muôn chiều. Mai một ngày cuộc đời quạnh hiu, xa nhau xin nhớ ngày ban đầu sao xuyến. Xin nhớ người mong chờ ưu tiên, xin nhớ đêm tiếng
kêu lên tiếng sầu, đâu thiếu gì cần biệt ly nhau. Sự với tình cảm nó đầy tất cả cho anh, người nơi hậu tuyến luôn luôn sốt sắng ân cần chiều chuộng kẻ ra đi, rồi mai rồi mốt biệt ly, một người rót rượu tiễn người đi xa. Tâm sự chúng mình chúc càng đêm nay bọt rượu chia ly làm lưỡi môi cay xé. Gần nhau còn một đêm nay, mình giao kỷ niệm cho dài nhớ thương, mai này nhà vẫn phai hương. Trái sầu rụng xám thiên đường vợ chồng tố thì là được gần nhau yêu mến trọn đời. Dù dấu biển cuộc đời làm ngăn cách, vẫn đợi vẫn chờ một giả thủy chung. Tố thì đợi chồng qua đá trên non, tấm lòng trinh liệt nắng mưa không dời đổi. Em sẽ nói gương người xưa học làm liệt phụ, trọn một đời vẹn giữ tâm tình chung. Mà ngày nào đón được hết bính đau, duyên hồng mà xin trao mà thôi sầu thôi thầm. Ai thương mai cảm ngập mừng mừng tuổi mừng rừng, gió reo mà vui cuộc ngã mà tương phụng mà quán ca. Anh ơi đời đang nghẹn chia phôi, mà anh lại ước mơ niềm vui tương ngộ. Rồi đây ngày tháng chờ mong thương nhớ, em là xuân nữ vọng phu biển biệt bốn sự tới bời. Hồng nhan cách xa má hồng thôi đáng điểm, đời vắng anh rồi ai điểm trăng. Những giọt tình thơm ướt mặn đêm đen, lời nghẹn tiếng đưa làm mềm kỷ niệm.
đợi được bên gan. Em sẽ vì anh mà giữ trọn vẹn yêu thương, đợi khói lửa tan anh về vui sống hiền, chứ chẳng phải vì muốn nêu cao danh tiếng làm tượng đá rêu phong bia miệng tiếng chung tình. Thức trắng năm canh chẳng hết tình, phương đông đã ràng anh bình minh. Em ơi kiên nhẫn chờ táo ngô, nối lại duyên tình em với anh. Ngày về muôn lòng nở hoa, ngày về thanh bình hoàng ca, bài tình ca tưng bừng thiết tha. Bàn tay âu yếm một bàn tay, làm sao nói giây phút này thương tiếc thầm mong đẹp rời tay. Em ơi xin nhớ ngày ta cùng sánh bước, phố phường lệ ngập ánh đèn đêm đổi trao luyến thương sao cùng. Cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò, này là bánh trưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con, này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan, này đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng nguôi thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi. Từng nét rung rung nét chữ chưa quen mày, tình trang chưa đến bao dòng chữ là bấy nhiêu tình. Chúc tình hậu phương gợi kẻ xa trường, mây chưa nở mà mùa xuân như chợt đến, lòng chưa tàn mà nồng ấm biết bao nhiêu, thâm tình nào đây.
gửi tình thư cho người ngoài quan tay. Con về xin cảm ơn,
những người chưa gặp chẳng hề quen. Đã cho tôi một mùa xuân, dù gió ngoài trời đang mang lạnh vào đông. Thầm lên môi cao hồng lên má, rồi đây em sẽ theo chồng lấy ai đi bán trầu xanh, một gánh nhân duyên không còn thấy bóng, để ai thương nhớ không cùng. Kìa cậu Dũng, chợ quê đâu có vui bằng chợ tỉnh, mà ngày nào em cũng gặp cậu đi chợ vậy. Dạ còn chừng một tuần nữa là hết hè rồi, tôi phải trở lên tỉnh để tiếp tục việc học. Không hiểu tại sao trong những ngày về quê tôi chỉ thích đi dự những phiên chợ buồn, để nhìn cô Thắm bán trầu xanh vào những buổi chợ mai có rất đông. Họ bảo đầu của cô là đầu duyên, đầu nở đầu nên chồng nên vợ, nên cậu mới tươi quá, em cũng xem như gặp hàng. Em chỉ bán một loại đầu từ lô đầu cô Thắm. Cậu định mua mấy chục mấy trăm, em sẽ lựa toàn lá đầu xanh. Tôi mua cả vườn đầu cô Thắm bán hay không? Cậu, cậu mua để làm chi mà mua hết cả một vườn? Rồi em lấy trầu đâu mà cho người ta, sao không lo cho phận mình? Cậu nói gì Thắm chưa kịp hiểu. Tôi nói mua cả vườn đầu là mua luôn người bán. Không, Thắm không chịu làm công, cậu đừng hỏi mua. Thôi, Thắm không bán vườn trầu đâu, cậu đừng hỏi cho mất công. Người ta đi buôn, đi bán là mong kiếm được cho nhiều tiền. Có dịp may được người hỏi mua cả vườn trầu, sao Thắm lại chối từ không bán? Cậu Dũng ơi, trong một vườn trầu có nhiều lá sâu, lá vàng, lá ú. Cậu mua về rồi ai trồng tỉa săn sóc lá trầu xanh? Ai ngày ngày thức khuya dậy sớm canh gồng, đi cho kịp sở trễ phiên họp chợ. Chưa cao hà tiên không nhớ trầu bà đêm, chưa trai xóm đông không đợi gái thôn đoài. Đi bán đi buôn ai chẳng muốn kiếm đồng lời, nhưng cậu hỏi mua cả vườn trầu thì Thắm không thể bán. Tội cho phiên chợ buồn nhớ lá trầu gái trong vùng bà điểm khóc buồn, mỗi lần đi chợ đều ghé qua hàng cô Thắm. Tên của em như đã nối liền mạch sông, vào lá trầu xanh Thắm nghĩa nhớ chồng. Nhưng rồi cũng có một ngày nào đó Thắm mới nghĩ đến chuyện vợ chồng, vì
thắm không còn là cô gái bán trầu xanh, ngày ngày quẩy gánh ngồi ở phiên chợ buồn, nhặt từng đồng từng chục nữa. Còn lâu lắm thắm mới nghĩ đến chuyện chồng con, vì thắm có muốn phiên chợ buồn sẽ buồn thêm cái mất thắm. Có những sự hy sinh mà không cần ai biết đến, có những nỗi thiệt thòi chẳng buồn ai. 18 xuân rồi mong với tầm tay, không công hoa vô duyên mà không có người dám hỏi. Nhưng mấy đám rồi thăm đều từ chối, chẳng phải về bãi không ai dịp tâm đầu. Thăm tử với mình như tầm thiếu nở dâu, mà chị cậu, cậu có nghe không tiếng trẻ vừa ca. Một mai pháo đỏ rượu hồng, cô thắm lấy chồng còn ai bán đầu. Thắm, có phải gì hai câu ca dao đó mà đời thắm bị ràng buộc hay không? Thắm nghĩ rằng thắm không có quyền phủ rẫy lòng thương của bà con lối xóm, ta tặng cho thắm bài ca truyền tục đó. Tôi biết là thắm đang mang niềm kiêu hãnh tự với mình với những anh thư tiết phủ ngày xưa. Kìa cậu Dũng, cậu đừng nói vậy chứ. Thăm muốn được thế nhân sùng bái tôn thờ, chim ngưỡng thắm bằng một bản hùng ca thế hệ. Không, không phải vậy đâu cậu Dũng. Nhưng thắm ơi, đó chỉ là tiếng hát nghêu ngao của bầy trẻ thơ nô đùa trong xóm chợ, chứ không phải là lời vàng son được ghi vào trang sử muôn đời. Thắm đừng đem tuổi xuân mà gởi gió lưng trời, rồi đôi ba năm sau trầu già lá úa tan phiên chợ chiều ấy ẩm trắng người muôn. Ngồi bên gánh đầu nặng tiểu sầu tư liệu, thắm có còn nghe được bài ca xưa cũ hay chỉ còn nghe những lời mai mẻ của bầy trẻ thơ nơi xóm chợ tiêu điều. Cậu Dũng, tại sao cậu lại lo cho thắm cả đến chuyện mai sau? Thắm không lấy chồng, thắm già, thắm sâu, mặt thắm, cậu vẫn tâm làm gì một cô gái quê mùa ngồi bán trầu xanh nơi góc chợ. Tôi không biết tại sao, tại sao tôi lại lo cho thắm, hay chính tôi là trai thôn đoài còn nàng là gái xóm đông. Qua những phiên chợ buồn lầy lội bước chân, tôi cũng không ngại mưa dầm gió bất, đến gặp cô bán trầu xanh với tình xóm riêng quen thuộc. Tuy cổng ngõ xa xôi không cùng chung lối bước, nhưng hai nhà chỉ cách nhau có một giường trầu. Chỉ có một giường trầu mà đã thấy xa nhau, còn bức tường giấy khắp có lẽ suốt đời mình ngắn. Khi đã yêu nhau thì sang hèn không còn cách biệt, thắm chớ có ngại ngùng câu hồ đối với bồn đăng. Cảm ơn cậu Dũng, nhưng xin cậu hãy cho thắm suy nghĩ một thời gian. Còn một tuần nữa tôi sẽ lên tỉnh để nhập trường, với thời gian đó có đủ để cho thắm trả lời dứt khoát tôi không? Ngày cậu rời quê lên tỉnh chắc có người buồn lắm, và ngày đó dù có buôn mai bán đắt đến mấy, thắm cũng nguyện một buổi chợ để đưa tiếng chân cậu đi một đoạn đường để đầu sống. Hãy subscribe.
mình muốn im không phai. Anh sẽ về thưa cùng cha mẹ lo mâm đầu căng sang giảm ngõ bên đường. À, chào cô Tống. Dạ, chào bà hội đồng. Lâu lắm cháu mới thấy bà hội đồng đi chợ một lần à. Bữa nay nhà có việc nên tôi mới đi chợ đây chứ. À, cô Tấm à. Dạ. Ngày mai cô đem đến cho tôi một bánh trầu cho thật ngon nghe cô Tấm. Dạ xin lỗi, bà muốn chi nhiều vậy? Thì để biếu bà con mỗi người một ít. Sao có lễ hỏi của thằng Dũng nhà tôi á mà. Ngày mai là ngày làm lễ hỏi của cậu Dũng. Cậu Dũng cưới ai vậy thưa bà? Thì cô Hồng con gái út của anh chị Phan Long ở Sài Gòn á. Cậu Dũng cứ giờ ở Sài Gòn. Chứ cô Tấm nghĩ coi, thằng Dũng nó theo Tây học văn mình, không lẽ nó đi cưới gái ở dưới đường, còn thì là danh giá của gia đình. Vậy sáng sớm mai cô nhớ đi lời dặn, đem sang nhà tôi một gánh trầu xanh dân, cháu sẽ lựa toàn là trầu. Trầu của tôi chỉ nên nở nên duyên với trai làng gái xóm, mà không tơ tóc vẫn bền với trai thành gái tình xa xôi. Rủi một mai đây duyên vợ chồng của cậu Dũng không đẹp lứa đẹp đôi, xin bà hội cũng đừng phiền trách cô Thắm bán trầu xanh vô duyên bạc phước. Bà ơi, tôi nói đây là nói bằng những lời chân thật, chứ không phải cầu mong cho cậu Dũng với người bạn sắp thành hôn đổ vỡ chuyện gia đình. Nghe bà hồi báo tin hỏi vợ cho cậu Dũng, tôi cũng có lòng để gọi là có chút tình bà con lối xóm, xin chia vui với bà tôi biếu trọn gánh trầu xanh. Lẽ đêm nay tôi thức trắng đêm, đợi sương xuống tắm trầu vườn tươi muôn la, để sáng sớm mai nghỉ tròn chờ gánh trầu xanh cho kịp lễ tân. Bà con lối xóm mà tốt bụng như cô Tấm vậy đó nha, thiệt là ít có ghê vậy đó. Không nhận ngay sợ cô buồn, mà trả tiền lại sợ cô giận. Cô nghèo đi bán kiếm từng đồng từng chục, tôi không có nỡ để cho cô thiệt thòi đâu cô Thắm à. Một gánh trầu xanh đâu có là bao, nhà có vườn trầu, xin bà đừng cho cô thiệt thòi lỗ lạ. Có những nỗi thiệt thòi của cái nghèo cái khổ tôi còn chịu đựng được, thì kể gì một gánh trầu xanh. Bà đừng ngại ngùng lo nghĩ phân, dù bà có trả gấp trăm lần tiền tôi cũng không dám nhận. Tôi chỉ xin bà chuyển lời tôi tới tai cậu Dũng rằng cô Thắm bán trầu xanh của gửi gánh trầu. Chợ tan rồi bà hối về đi, tôi cũng lo sửa soạn dẹp dần quan gánh. Hôm nay chợ vắng Dũng à, Dũng. Dạ thưa má gọi con. Anh chị Phán Long nó bằng lòng gả con Hồng rồi đó. Sáng mai này là đám hỏi của mày. Anh chị có nói gia đình anh chị ở trong vùng hẻo lánh xa xôi, anh chị đề nghị làm đám nói tại nhà mình để giới thiệu với
cô bác họ hàng cho tiện đó con. Má, con còn đang theo học mà má. Con học luật để trở thành trạng sư chứ bộ con học chữ học nghĩa gì sao không sợ. Nhưng mà con với Hồng là... Sao? Chê hả? Dù mày có chê thì cũng muộn rồi. Má nói muộn rồi có nghĩa là sao hả má? Nghĩa là tao đã gặp cô Thắm bán trầu xanh, đặt mua một cánh trầu đi ngoài chợ. Sáng sớm ngày mai cô sẽ đem đến nhà ta. Má, má có nói cho Thắm nghe đầu đuôi cỡ sự. Má mua trầu xanh để hỏi vợ cho ai không? Tao nói hỏi vợ cho mày, sao cô chẳng nhận tiền nông? Còn nhờ tao nói lại rằng cô xin biếu gánh trầu xanh. Trời ơi, má đã làm khổ cho con, còn gieo thêm điều cay nghiệt. Tao gieo cay nghiệt con ai mà mày lại quan tâm tao? Má, má ơi, má đã gieo cay nghiệt cho mối tình đôi trẻ, vì người con yêu chính là cô Thắm bán trầu xanh. Trời đất ơi, bộ hết người mày yêu sao mày kiếm con nhỏ bán trầu? Nhưng mày yêu nó mà tao có thấy nó yêu mày đâu. Nghe nói mày nói vợ nó còn tặng gánh trầu cho mày làm lễ hỏi nữa kìa. Má, má ơi, má làm sao hiểu được tâm tư của cô gái bán trầu xanh ôm sầu duyên kiếp. Có đôi khi nụ cười trên môi, nét vui trên mặt, mà nỗi buồn đau đang chìm sâu trong tiếng khóc ở tâm hồn. Chắc hẳn đêm nay sương cũng lạnh lùng, tức trắng cạnh thâu chán trường duyên nợ, nàng nhỏ giọt lệ sầu lên từng lá trầu xanh. Giọng tan rồi như sương khói mỏng manh. Thắm ơi, tên của em là Thắm mà sao đời của em héo úa như gánh trầu xanh. Còn xanh là biết mà duyên số, cô bán trầu xanh phải chịu gió vàng. Má không thể chấp nhận đứa con dâu quê mùa như con Thắm. Cũng như con, luật sư tương lai không thể có một người vợ ngày ngày ra chợ người kiếm từng đồng từng chút có bên gánh trầu xanh. Con hiểu chứ? Má, nếu má không bằng lòng hỏi thăm cho con, thôi con đành mang tội là một đứa con bất hiếu. Con sẽ đi thật xa để làm thân diễn sư, xong đây lất cuộc đời nơi đêm có cầu sương. Ôi, tương lai của con trong sáng như một vầng trăng, mà hạnh phúc lại chìm trong đêm dài u tối. Nợ áo cơm mẹ cha, con xin hẹn lại đến kiếp lại sinh, con sẽ đáp đền. Nếu mai này Thắm gánh gánh trầu xanh đến chúc mừng con, xin má đừng buông lời nặng nhẹ, mà tội nghiệp cho cô gái tuổi buồn duyên số, biết thân phận mình chịu đắm đắng ngàn cay. Thôi, con xin từ biệt má, con đi. Dũng, Dũng. Dạ. Con ấy ở lại đây để má tính cho con. Còn tính toán làm chi khi chuyện đã lỡ rồi. Giờ con mua sáu thì con hãy nói má sẵn lòng chiều theo ý của con. Con đừng có giải khờ mà con bỏ đi qua. Trước hết là con xin má hai từ hôn với cô Ba Hồng, cô gái của ông Phán Long đó. Rồi hỏi con thắm cho con một cô gái bán trầu, nàng sẽ là dâu hiền vợ táo nết na. Hết nói rồi hả Dũng? Vậy rồi ngày mai này tao ăn làm sao, nói làm sao với vợ chồng anh Phán Long đi chứ? Thì má nói người ta là tại vì tuổi ông hạp chứ sao? Thôi đừng có dạy khôn tao nữa. Để cho tao tính đây nè. Con ơi là con. Cô bán trầu ơi, cô bán trầu. Trầu đám hỏi, không có bán đâu cô ơi. Tôi hỏi thăm đường chứ không phải mua trầu. Nhìn lối trang sức của cô, tôi đoán cô là người thành thị. Phải, tôi mới đặt chân đến đây là thứ nhất. Cô muốn hỏi thăm ai ở xóm này? Tôi muốn hỏi thăm đường xương xóm bà Hội Đồng. Cô
còn học mới về quê nghỉ hè. Chắc cô có bà con với anh Dũng nên cô về dự đám hỏi hôm nay. Không, tôi là cô dâu chứ không phải bà con. Vậy thì có lẽ tên cô là Hồng. Coi kìa, cô ở dưới này sao mà biết được tên tôi? Phải, chính thật tên tôi là Thắm, người gánh trầu xanh đến nhà cậu Dũng. Nhưng mưa đi đến nửa đường quán chúng đã gãy làm đôi. Thôi rồi cuộc tình không thể đến chốn đến nơi. Trầu duyên kiếp còn xanh nở để vàng để uống. Cô Hồng ơi, gánh trầu này là trầu duyên trầu nợ hay là gánh tang thứ gái đổ mồ công? Tôi không thể xem cô như người bạn đồng. Có những chuyện di hành tôi thích làm người cô độc. Quan ghét bạn cùng đường chung một lối đi, một con đường đưa lối mộng vào mơ. Tôi với cô vô tình là phải có một người bỏ cuộc. Phải có một người bỏ cuộc, nhưng người ấy là ai? Tôi hay là cô gái bán trầu xanh Bà Điền? Trong cuộc tình này hai đứa mình cùng đến. Thôi thì để tùy cho Dũng liệu Dũng lo. Nếu cô biết thương tôi tự tỉnh về rồi phải đón nhận nỗi đê chề cay đắng, thì tôi cũng thương cô đường xa gánh nặng. Một bước xa dần là gái gánh chung. Mình là đàn bà nên dễ hiểu nhau hơn. Thôi thì duyên số hay nhường cho may rồi. Vậy mời bạn đồng hành tình yêu là một cánh bài mái rủi, biến tôi với cô là hai con bạc chờ thời vẫn đỏ đen. Tôi xin nhường lại cô một gánh trầu xanh, yêu ai còn hỏi mua xin cô đừng bán. Cô Thắm ơi, một gánh trầu xanh nặng tình muôn thuở, cô trao cho tôi là trao cả sự hy sinh vô bến vô. Thắm, anh đố em thì chứ ai đứng sau lưng bịt mắt em đây?
Còn em đố anh đang bịt mắt ai đây? Vợ chưa cưới của anh trai. Tên gì? Thắm. Không phải, Hồng. Hả? Hồng? Cô Hồng? Tại sao cô gái bán trầu xanh lại là Hồng? Tại vì em biết anh thích màu xanh của lá trầu bà đêm. Muốn được anh yêu nên em phải làm cô gái bán trầu xanh. Nhà thắm mà làm gì? Mua một nhẫn trầu xanh đem đến nhà anh, nhưng đứt giống dòng đường. Em ngồi đây đợi chờ anh đến. Trời ơi, tôi đã đến đây rồi nhưng cô bán trầu lại không phải người. Xanh phơi nắng úa, không lẽ anh hết yêu thương rồi cô gái bán trầu xanh? Cũng một gánh trầu ngày nắng đêm sương đang chờ đợi với mối tình trong trăng. Không không, tôi vẫn còn yêu màu xanh của lá trầu bà đêm, cũng như tôi vẫn còn yêu cô gái bán trầu xanh có cái tên là Thắm, chứ không phải tên Hồng. Cô là gái kiều xa nơi chốn thị thành, làm sao chịu nổi đêm sương ngày nắng mà bày đặt cướp nghề buôn bán trầu xanh. Trầu của người ta là trầu nợ, trầu duyên, còn trầu của cô là trầu tiền, trầu bạc. Ôi, cũng một gánh trầu mà kẻ thương người ghét. Cô bảo trầu xanh, nhưng tôi nói ở trầu vàng. Anh Dũng, anh có nghĩ rằng gánh trầu này là gánh trầu của cô Thắm tặng tôi không? Hồng nói sao? Gánh trầu này là của Thắm chứ không phải của Hồng à? Phải. Thắm đã nhường cho tôi gánh duyên gánh nợ, nhưng anh lại thở mối duyên đầu. Thôi, tôi đành trầu xanh kia đừng mua la, bởi phiên chợ chiều vắng vẻ điều hiu. Nhưng hiện giờ Thắm đang ở đâu? Thắm ơi, má đã cho mình sum họp lại, hãy hát lên đi bài ca tình ai, cho trai xôn đông được gặp gái. Một gánh nhân duyên không còn thấy bóng, để ai thương nhớ không còn. Cô bán trầu xanh đã đẹp cùng duyên mới, chúc đôi quyên hương hạnh phúc lâu bền. Cuối tuần này tôi với Thắm sẽ làm lễ thành hôn, xin được mời Hồng làm cô dâu. Không, nhờ ai lắp thảm
đi trong tuyết trắng giăng mơ. Vời trong bao dĩ vang âu thơ, giờ đây xa cuộc cánh đôi bờ. Ngày chung vui biết có bao giờ, lời ai như tiếng loan câu hơn. Tình thương sao đánh mất trong tim, sâu thương qua mấy kiếp không tan. Buồn đau như tiếng nấc cánh bồi 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 bồi. Dạ có con đây nè, con giàu thật bén. Ý à, trời ơi. Ý theo lời ta, trời ơi, xong việc ngươi sẽ được trọng thưởng 20 lượng vàng. 20 lượng vàng à, nghe nói vàng sao con háp quá, nhưng con run quá cậu à. Cậu nghĩ coi rủi có bề gì đó, con sợ. Cậu đừng bỏ con á cậu. Đừng có lo, nếu mày muốn được vàng ban bạc thưởng phải cố gắng thi hành. Dạ nhưng vào trong tư thất sao con thấy rùng mình. Giờ này liễu phu nhân và tất cả đã ngủ say, người chớ sợ chi. Dạ vậy thì cậu đứng đây chờ đợi tôi đi nhẹ nhẹ vào tuốt bên trong. Ráng lên nghe không. Dạ vào đi. Dạ vào. Có vàng là con ráng con làm. Vừa vào lên. Trời ơi, vừa vào lên. Bình tĩnh nha cậu. Vừa vào lên. Cương quyết hả cậu. Đi nhẹ nhẹ hả. Ừ. Vô. Vừa vào lên. Trời vừa vào. Đấm mạnh xuống. Con rung quá cậu. Mạnh xuống. Mạnh xuống hả cậu. Đấm. Con đấm liền. Đấm. Trời. Mẹ. Mẹ sao thế này. Mẹ. Ai giết mẹ tôi. Mẹ. Kìa. Việc mẹ... gì vậy em Kiều Thu. Trời. Mẹ, mẹ tôi chết bởi lưỡi dao còn đẫm máu. Trời, cán dao có tên Lữ Sơn Tùng. Không, có lẽ nào anh Lữ Sơn Tùng giết mẹ. Anh ấy phiêu bạc lâu rồi, nào đã về đây. Sao anh không nghĩ rằng trong việc này có kẻ dùng kế độc ngư gian, làm cho Liễu Gia Trang phải chịu cảnh đất bằng sống dây. Tan cớ rành rành mà em còn bào chữa. Anh Nguyễn sẽ tìm nó để rửa hận cho mẹ già. Không, em không tin rằng một người con hiếu thảo nhanh Sơn Tùng lại có thể cầm dao hạ sát một người đã từng khổ cực vì anh. Trong nôn anh từ ngày còn tấm bé, dù không sanh nhưng có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng há lại đành lòng giết mẹ hay sao. Tan cớ còn đây lưỡi dao nghiệt quan, có khắc ba chữ Lữ Sơn Tùng, anh nguyện sẽ rửa hận thân màu. Việc hải mơ hồ xin nay anh chớ kết tội người ngay. Thôi em đừng nói gì nữa cả. Anh phải tìm cho gặp thằng anh bất nghĩa Lữ Sơn Tùng. Anh Liêu Vũ. Anh Liêu Vũ. Trời, Lữ Sơn Tùng, tại sao anh lại nằm giữa trời mưa tuyết và xác thân quằn quại thảm thương? Ai đó? Kìa, Triệu Liên Đài quận chúa. Phải, chỉ một mùa trăng xa vắng, anh không còn nhớ em nữa hay sao? Liên Đài, em đến đây từ bao giờ? Em đến đây từ lúc mặt trời lên, nhìn anh ngủ say dưới cơn mưa tuyết. Liên Đài, Liên Đài ơi, cuộc đời anh còn gì nữa? Mọi người đều khinh rẻ anh như là loại ký sinh trùng. Lữ Sơn Tùng, em không biết tại sao lệnh huynh lại có nhiều ác cảm với anh. Triệu Phong. Phải, anh ấy vừa ra lệnh truy nã Tùng về tội phản vua. Phản vua? Phải, nên em đến đây vội vã báo hung tin để cho anh tìm nơi lẩn trốn. Đừng thiệt tha lưu luyến nơi đây.
em mang sầu điếc ly. Anh về đây khi gót mỏi chân mòn, nhưng mong sao được hiệp mặt với gia đình và nhìn thấy bạn tình. Thế mà cuộc đời lại đổi thay. Đây, một chiếc khăn lưu niệm, anh hãy giữ bên mình trong lúc xa em. Triệu Liên Đài, em. Đêm này đêm tống biệt, tay nắm lấy bàn tay. Anh nghe quất nghẹn từng hơi thở, lệ nóng tuôn trào vì đắng. Sơn Tùng ơi anh hãy đi đi, giữa khung trời tuyết đổ, hãy quên em như quên bỏ quãng bên đường. Để lại mình em trơ trọi giữa đêm mi buồn, rồi biết bao giờ nói câu tái ngộ, để chúng mình không cách biệt ngàn phương, ôm khối tình trong mòn mỏi nhớ thương. Khi ngăn cách nửa đoạn đường ân ai, ôi người ra đi biết bao giờ trở lại, để cùng nhau kể lể chuyện tâm tình. Triệu Liên Đài, em có thể hành động như thế sao? Em có thể gục đầu dòng tên sát nhân đốn mạc à? Lệnh huynh, ai là kẻ sát nhân đốn mạc? Kẻ ấy là Lữ Sơn Tùng. Thưa của chúa, nó đã sát hại một bà mẹ đáng thương, đã nuôi dưỡng nó suốt quãng đời thơ ấu. Trời, Sơn Tùng, có phải anh là kẻ sát nhân không? Có phải anh đã giết Liêu phu nhân, người đã dưỡng nuôi anh từ tấm bé? Còn gì nữa phải hỏi? Liêu lãnh binh, sao chưa đưa tang chứng ra đi? Đây, đoạn đau này đã đâm sâu vào lòng ngực mẹ tôi. Ở chùi đau có khắc ba chữ Lữ Sơn Tùng. Trời, đoạn đau này của tôi, chứ còn của ai nữa? Lữ Sơn Tùng, nhà ngươi muốn đền tội ở pháp trường, hay muốn lưỡi gươm này đâm suốt tim ngươi? Dù em, anh sẽ quỳ xuống đây một lần sau cuối, để cho em dùng gươm mà cắt đứt một thâm tình. Còn hằng sâu kỷ niệm của chúng mình, từ dị vãng hiện về sầu chất nặng đê mê. Thuở hai đứa còn thơ sông vui đùa bên nhau, nay đã khách xa rồi, xin từ ta nhau thôi. Phải, ta phải cắt đứt mọi thâm tình, ta phải trả thù cho mẹ ta. Khoan, Liêu lãnh binh, kẻ có tội còn có luật vua luật nước, tại sao hành xử quá vội vàng? Liên Đài, em hãy rời xa tên đốn mạc để quay về làm vợ võ tướng Trung Kiên. Anh nói thế nghĩa là sao? Phụ thân đã chấp thuận gả em cho Liêu Vũ. Trời, chỉ vài hôm nữa thôi hôn lễ sẽ cử hành. Trời ơi, Triệu Liên Đài, Lữ Sơn Tùng. Quận chúa, xin quận chúa đừng bước xa hơn nữa. Tên tội đồ, đây là giờ phút chót của nhà ngươi. Khoan, Liêu lãnh binh, đừng vội vã giết kẻ xa cơ. Tôi bằng những câu duyên nợ. Triệu Liên Đài ơi, đừng nhọc lòng vì lụy, anh đang đợi chờ một cái chết bình yên. Đó, Liên Đài, em có nghe hắn nói đó hay là không? Còn gì đâu mà em cầu khẩn gian sinh, hãy trở về để chuẩn bị lễ tân hôn. Lệnh huynh ơi, sao dội kết án một người vô tội bị hàm quan? Nếu muốn cho em chấp nhận cuộc hôn nhân, xin tha cho Sơn Tùng khỏi cảnh đầu rơi. Được rồi, quận chúa đã hứa
tôi tin lời và tha tội kẻ sát nhân. Vị Lữ Sơn Tùng, người hãy đi đi, và cũng đừng cho ta gặp mặt lần thứ hai. Nể lời quận chúa, ta tha tội chết cho ngươi với một điều kiện là ngươi không được bén mảng về Liễu Gia Trang. Cãi lời ta không dung thứ. Đi. Lữ Sơn Tùng. Tình xưa giờ đã bay theo gió, em sẽ sang ngang chẳng đợi chờ, bỏ lại sau lưng nhiều kỷ niệm. Tưởng chừng lạc mất giữa bơ vơ. Lữ Sơn Tùng, anh ở đâu? Anh ở đâu? Liên Đài, anh không ngờ em vẫn tiếc thương dĩ vãng, khi nơi đây nay mai sẽ cử hành hôn lễ. Liêu Vũ, thế ra ông vẫn ghen tức vì một bóng hình đã thành quá khứ. Liên Đài ơi, thà anh là một tên chiến bại ngoài trận tuyến, thà rằng anh gục chết giữa muôn binh, chứ anh không thể cúi mặt để cho em mãi hoài tưởng một kẻ xa xôi với niềm nhớ thương tha thiết. Xin ông đừng khơi lại những ngày mơ mộng cũ. Ông đã bằng lòng chấp nhận tóc tơ là chấp nhận những ngày qua. Chấp nhận không có nghĩa là bằng lòng sự ngoại tình trong linh hồn của người vợ sắp cưới. Khốn nạn! Phải, anh là tên khốn nạn nên chọn lựa cho mình một tương lai vô cùng tuyệt vọng như cội cây đa ngàn năm trơ trọi bóng thân. Đã bao năm anh đi thầm lặng đứng mong chờ, bao kẻ đến vội vàng trong khoảnh khắc rồi ra đi không ngoảnh mặt tiếc thương. Liên Đài ơi, đó là tâm sự của anh, dài thương nhớ nhưng suốt đời cô độc. Sao em không ban cho anh một tia hy vọng, dù trong giấc chim bao trằn trọc giữa đêm trường. Liêu Lãnh Binh, cuộc hôn nhân này là do quyết định của phụ thân tôi, nhưng giữa tôi và ông chưa có một sự cảm thông nào cả. Liên Đài ơi, trái tim anh chỉ một lần rung động, cũng là lần mang tuyệt vọng ở hôn anh. Anh biết anh là một kẻ đến sau nên thầm lặng đến bây giờ mới thổ lộ. Đừng bắt anh phải rước dâu bằng một thể xác mà linh hồn người ta đã bắt mất từ lâu, để cho anh ngẩn ngơ trước một dung nhan kiều mỹ mà tưởng chừng như tượng đá vô tình. Trước mặt anh dù có ngàn hoa rắc lối, nhưng sao hồn anh quạnh quẻ thê lương. Đài ơi, ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, xin chớ để buồn để tuổi cho anh. Thưa bà. Kìa, ông là ai? Vào đây sao không báo trước? Dạ thưa bà, tôi chỉ là một tên hành khất sống lang thang nơi xóa chợ đầu đường. Tôi vào đây không phải để xin gạo, xin tiền, mà chỉ muốn thưa với bà một chuyện. Ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Chuyện của một loài chim bên trời xa lạ, vừa gục chết dưới cơn bão tuyết đêm qua. Hình như ông là người không xa lạ, đã
đang kể cho tôi nghe một câu chuyện ngày xưa. Bà ơi, chuyện ngày xưa nó buồn thảm lắm, và chuyện hôm nay nó còn buồn thảm gấp trăm lần. Nhưng thôi, ngày mai bà đã lên kiệu cưới, nghe mà làm gì một mẩu chuyện thương tâm. Xin chào bà. Kìa, Lỡ Sơn Tùng. Dạ không, không. Lỡ Sơn Tùng đã chết rồi, trong một đêm trời nổi lên cơn giông bão, chỉ còn lại nơi đây là ký vật của người xưa vừa gửi lại cho bà. Kìa, chiếc khăn. Đó là hình ảnh đau thương trong một buổi chia lìa của một người ra đi vừa gửi lại cho một người cũng sắp sửa ra đi. Nhưng kẻ thì ra đi trong cô đơn hờn tuổi, còn người thì lên kiểu cưới đẹp kiểu sang. Một ảnh hình hay hoài cảm thiết ta, làm chết liệm tâm tư người đưa tiền. Trời ơi, có lẽ là tôi chết mất. Đây, bà hãy nhận lại kỷ vật ngày xưa. Không, kỷ vật của tôi đã tặng cho người ấy, lời thiết tha còn hương vị ở trên khăn. Bà ơi, kỷ vật nào rồi cũng sẽ phai dần theo năm tháng, thì những hương vị ở trên khăn nó làm sao lưu được đến muôn đời. Vậy tôi xin bà hãy nhìn khăn đi mà quên mất một người, như quên mất một buổi chiều nào đó, bà tạm dừng chân nơi quán có cầu xương. Nếu có một đêm nào bà chánh nhớ thương, thì bà hãy hướng mắt về phía chân trời xa lạ, nơi đó có một kẻ cô đơn vừa gục chết, để tiễn đưa bà về một phía lầu qua. Chết thật rồi sao ông? Xin ông đừng dối gạt tôi, làm tôi thêm buồn khổ. Dù trước dù sau thì cũng là vĩnh biệt. Người ấy hiện ở đâu hả ông? Người ấy đã chết rồi. Chết rồi? Trời ơi! Bà hãy bình yên mà đón nhận một tương lai. Ví dụ như kẻ kia còn sống sót, bà hãy xem như đã chết từ lâu, để cho bà dễ dàng lìa xa quá khứ, cho kẻ bên trời không dương bận bước đi chân đi, có lưu luyến cũng trở thành xa lạ, mong mi nào rồi cũng tàn cuộc giữa cánh sương. Lữ Sơn Tùng với Liên Đài trăm năm mà gắn bỏ duyên hài với nhau, ngờ đâu báo tố phong ba, Tùng mang quan án còn đài sáng ngang rồi. Lữ Sơn Tùng. Triệu Liên Đài, em đã nhận ra anh. Trở về đây lắng nghe đây vơi lời ca náo lùng của tình yêu năm xưa, giờ đành xa mãi mãi, nói làm chi nữa. Những câu từ rồi đây pháo nổ để một người
ơi tràn khóe mắt buồn. Thương mãi bóng người đi, nhớ cánh chim bạt gió xa vời. Thôi tiếc nhớ làm chi, đôi cánh chim bạc gió bên trời. Thương mãi bóng người đi, nhớ cánh chim bạc gió xa vời. Thôi tiếc nhớ làm chi, đôi cánh chim bạc gió bên trời. Tùng ơi, đêm nay mình gặp nhau đây là lần sau cuối. Rồi rừng sáng ngày mai em lên kiểu cưới biệt đôi đường. Hãy tiễn đưa em bằng đôi mắt u buồn, để cho em biết rằng mình còn một kẻ nhớ thương đứng lặng. Một hình ảnh cố nhân đang thoáng hiện u sầu. Bà ơi, mỗi một người con gái đều có máu chuyển sang ngang. Họ đều khóc để tiễn biệt người yêu cũ, rồi sẽ quên liền khi ngoảnh mặt bước đi. Tùng, anh cứ nguyện rủa em đi. Anh cứ nguyện rủa em nữa đi, cho vơi bớt bao nhiêu điều hờn tôi. Ít nhất trong một lần gian dở, em còn được nghe lời trách móc của anh, để cho em biết rằng lòng của anh đang bạo động, cũng như lòng em đang thê thiết đau thương. Ngày mai một kẻ sang ngang, một người ở lại nhìn trăng cuối trời. Ngày xưa qua rồi giờ biết tìm đâu, đưa đón mà chi khi chẳng tròn mộng ước. Dở dang từ thuở ban đầu, ngày mai đám cưới rước dâu đi rồi. Thôi, tiễn đưa nhau bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Kẻ cô đơn xin trở lại kiếp gió sương. Đứng lại! Tên rách rưới tội tàn kia, nhà ngươi là ai? Sơn Tùng. Ta biết thế nào nhà ngươi cũng trở lại đây để diễn nốt đoạn cuối của vở tuồng đưa tiễn. Vậy thì Liêu Tổng Binh còn chần chờ gì nữa? Hãy xuống hương cho hồn phách tôi được siêu thăng. Không! Kìa, không! Tiểu Thu, em đến đây làm gì? Để nói cho mọi người biết là anh Lữ Sơn Tùng vô tội, mà kẻ giết người chính là công tử Triệu Phong. Tiểu thơ đừng hàm hồ, bằng cơ đâu? Đây, tên gia bộc phản chủ Bôi Bôi, tôi sẽ buộc nó cung khai trước mặt mọi người để biết ai là thủ phạm. Bôi Bôi, dạ, ra đây tao bảo. Trời ơi, tội nghiệp em cô cậu ơi. Công tử Triệu Phong xúi tôi cho tôi nào có dám làm chuyện ác độc vậy đâu. Trời ơi. Trời, vậy ra kẻ giết mẹ của chúng ta chính là công tử Triệu Phong chứ không phải là Lữ Sơn Tùng à? Phải, Lữ Sơn Tùng không giết mẹ mà chính Triệu Phong mới là kẻ sát nhân rồi đổ tội cho người. Đây tên Phán Phúc Bôi Bôi, em đã bắt đến đây để làm nhân chứng. Đó, cậu thấy chưa cậu? Vậy tự sự ra sao? Nhà nghề ngươi hãy khai cho tường tận. Dạ em khai hết, có gì em nói thay. Hãy nói rõ giữa nơi này ai là người đã giết mẹ ta. Nói mau. Dạ em nói, đừng dám em để em nói. Số là Triệu Phong công tử, vậy quán hẳn Lữ Sơn Tùng nên bài kém sâu. Tôi vì kém đi nên nhận số vàng bởi tính tham lam.
ấy trộm đoán đao, có Lữ Sơn Tùng cho công tớ triệu phong. Và có sao nói vậy, hắn giết liễu phu nhân giữa một đêm đầy trời tuyết lạnh, và lạnh lắm. Tội nghiệp cho Lữ Sơn Tùng ngồi ngay mà phải chịu hàm quan. Trời ơi, bồi bồi ơi, tao đâu có ngờ giờ này mày phán lại tao. Dạ có sao nói vậy mà cậu. Các người nghe rõ chưa, vàng đã biết cây gây ra trọng tội. Lữ huynh ơi, em cam đắc tội muôn vàng, để anh mang thống khổ và bị mọi người oán hận rẻ kinh. Mời công tử Triệu Phong và đưa tớ bất trung hèn mạt, hãy ra chốn quyền đường để trả lời về câu chuyện sát nhân. Đi mau! Dạ, dạ em đi. Công tử thấy chưa? Công tử xúi em để bây giờ em kẹt rồi công tử. Ông Minh à. Lữ Sơn Tùng, tôi xin cúi đầu tạ tội. Anh của tôi đã gieo thống khổ cho ông. Thưa quận chúa, câu chuyện đã qua rồi, quận chúa hãy để nằm yên trong quá khứ. Còn bây giờ, tôi xin quận chúa trở lại cuộc hôn nhân còn bỏ dở nữa chừng. Lữ huynh, dù đó là sự thật, em phải đón nhận tình em. Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt. Không, Lữ huynh ơi, xin đừng để cho em dẫm chân lên một mối tình cao cả. Xin đừng để cho em nhặt từng xác pháo dù quỳ với nỗi ưu tư buồn ba trong hồn. Hãy để cho em làm xong bốn phần sau cùng, cho cõi lòng này dời đi niềm hối hận, cho mối tình anh đẹp lại một mùa xuân. Lữ huynh ơi, em vô cùng tiếc nuối, thuở chúng mình khăng khít sống bên nhau, rồi hôm nay trong hoàn cảnh đớn đau, tình nghĩa đại huynh sớm vội chia lìa. Không, Vũ ơi, anh bây giờ là một kẻ bên trời lưu lạc, suốt cuộc đời không dừng bước lại nơi đâu. Hãy cho anh kính lời thăm dưỡng phụ đại, xin vĩnh biệt. Sơn Tùng, Triệu Liên Đài ơi, đừng ngăn cản một loài chim mà bão tố phong ba đã làm cho đã rời đôi cánh. Hãy quên tôi đi kẻo nhớ thương làm heo một linh hồn. Nói mây nói gió mà làm chi, cho mây gió thêm mà buồn. Quay lưng đi đừng bận lòng nhau nữa, tình của chúng mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Sao phiên buồn là phải có cuộc vui, xin dừng lại cho tình ai chấp nối. Tôi sẽ ra đi cuối trời dịu dời, để quên đi bao quá khứ u buồn. Triệu Liên Đài, rồi ngày này năm sau giữa mùa tuyết đông, có nhớ đến tôi xin hãy thầm bảo nhỏ, một kẻ bên trời còn mang nặng đau thương. Thôi, vĩnh biệt Sơn Tùng, Lữ Sơn Tùng. Mm.
một giọt mưa rơi hay một giọt nước mắt em tôi nhỏ lên đất mẹ nhọc nhằn, một giọt mưa tuôn qua từng giọt nước mắt em thương, ngồi nghe tiếng súng rằng anh đi qua nhịp cầu vườn hoa thơm ngát đóa hoa cau, em dành ngày về thăm nhau cầu che em chắp núi gian lao cho mình đừng phụ lòng nhau. Cầu tre gầy gò ké bước nhà em xin ngụm nước mưa thơm ngọt ý tương phùng. Nước sông xanh giữa tay trao mà sao anh nghe sóng dậy muôn trùng, anh liên tiếc uống từng ngụm nhỏ cho nước thấm lòng làm mát cả tâm can, tóc phất phơ che ngang nửa mặt điểm trang duyên cho môi mai ửng hồng, hoa cao trong vườn theo gió thoảng đưa hương hương nước mưa qua mùi hương tóc rối. Nâng rượu dâng gươm cho kẻ chính nhân yên tâm
dục ngựa chốn biên đình. Hẹn đợi chờ nhau bằng thất lòng son sắt chung tình, dầu lòng tơi tả dưới trận mưa nước mắt, còn biết làm gì trò tan hộp bèo mây. Tương phùng chưa kịp vui lại phải chia tay, đời chinh chiến sinh làm thân con gái, phải ôm cái kiên trinh đợi ngày vàng trở lại, dù kẻ bước chân đi đã quên hẹn ngày về. Cầu tre lắc leo lòng thầm dặn lòng sẽ trọn đời nối tiếp bay yêu thương, nước mắt em rơi tô thắm máu quê hương, nhỏ lên đất mẹ nhọc nhằn đau khổ, lòng tiếc thạch đêm trôi trong lửa đỏ, nghĩ làm gì cái mong manh của một cuộc tình buồn. Em đã dám học người xưa làm tráng liệt phụ, anh há chẳng dám làm một tráng sĩ hiên ngang. Mùa gươm rượu tiếng chưa tàn, chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang đeo. Cùng ai đi
riêng gây đau. Được bao vùng tri ấm mơ lời đêm nay chắc rơi đau buồn. Rồi mai đây chia xa đường ngược xuôi thêm ấm cánh trường. Lửa mắt nhìn nhau ấm lòng sương gió. Từng tia nắng hồng hơn bọt rượu trào sôi. Xin hãy đem hết tâm tình mà giải tỏa. Em đã dọn lòng mà trịnh trọng lắng tai nghe. Nước mắt buồn chảy vào trong mạch như nụ môi hồng đang bị lá sương che. Trong phút này khi
chiến tranh còn gây thêm máu lửa, thì mong mơ xin cha hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhớ sương giăng em hiện đến cả trời thơm ấm mộng. Cơn gió nào cũng chợt đông lòng xuân, nghiêng đôi cánh mơn mang tà áo mộng. Dù thời gian
tưởng không bao giờ có thể gặp em đâu. Nào ngờ em đã đến thăm anh gặp giây phút hài vui trong giây phút. Nghĩ mà làm gì, nghĩ mà làm gì đến chuyện mai sau. Chuyện mai sau là chuyện đôi lứa thương nhau mà sông núi không bao giờ chia cách được. Thời chinh chiến làm sao mình biết được hai trọn vui cho thơm ngọt phúc tương phùng. Hãy trọn vui dù mái này ngắn cách, dù đêm đã tàn trắng lặng cuối trời tây. Niềm vui tao ngộ đêm này xin ghi nhớ mãi trọn đời không quên. Tư ơi! Dạ. Vô đây uống nước trà đây mày. Dạ. Sao? Đêm hôm mày ngủ ngon không Tư? Ý trời đất ơi, ngủ đâu có được cậu. Sao vậy mày? Vì lâu lâu làm cái một cái ầm. Ngắn quá trời quá đất, ngủ gì được ngủ. Úi, trai tráng mà dở quá. Ở dưới này cái thứ đó nó hà rầm à. Bữa nào nó làm dữ quá mày biết sao không? Sao cậu sao? À, cái ta chung xuống hầm. À, chừng im cái ta bò lên. Tưởng sao? Cậu hai ơi! Cậu hai! Ơi! Cậu hai ơi, chưa lắm rồi sao cậu còn ở đây? À, bay ra ngoài ngà rẫy trước đi, tao còn uống cho xong bình trà. Vậy để cháu đi trước cùng mấy chị, cậu tới sau nghe cậu. Tao còn nói chuyện với cháu tao rồi nhà tao cũng đi ngay bây giờ. Cậu hai à? Sao mày? Ai ở ngoài rào và đi đâu mà sớm quá vậy cậu? Bữa nay cuốc dòng nên họ rủ tao đi xuống đó. Tư à? Dạ. Mày nhớ không mà người đàn bà đi chốt, người mà vừa nói chuyện với tao đâu mày ráng nhớ thử coi. Cậu nói ai? Chị đàn bà mặc áo túi vải đen ăn cầu bô bô đó hả cậu? Thì mày ráng nhớ lại coi. Giờ đây cháu... Thôi cháu nhớ hết nổi rồi. Trời ơi, con Năm Thìn con của thầy giáo Hương ở bến dừa mày quên rồi sao Tư? Trời, con Năm Thìn đó sao cậu? Chưa ai. Tư ơi, 20 năm chinh chiến nó dài bằng thế kỳ. Đám già thì chết đi gần hết, đám trẻ thì đã già. Chuyện mất còn nghĩ lại xót xa, mỗi khi ngồi trơ trọi bên chung trà tỏa khói. Tao nhớ lại khi mở hai mày tắt hơi thì bà con trong xóm Đông Châu đã tản cư ráo trời. Một mình tao lấy chiếu bó thay bà lại. Nửa đêm bơi xuồng tuốt ra ba đồng chốn mở hai mày trong nghĩa địa sao nhà. Bá thường dặn tao phải để bá được khi nằm bên na mồ má ông bà. Tao không dám thất nhang vì sợ lính trong đồn thốt một với loài ruột. Tao dái làm thầm giống hồn mở mày phò hổ cho tao. Thằng Hải thằng Lộc chết rồi, còn thằng Tức thì nó cũng bỏ đi đâu. Kẻ nói xong người thì nói chết. Nhớ con cháu tao chỉ biết buồn biết khóc. Bên bình trà sen bên bếp to tàn. Cuộc đời của tao đã vậy, đời của con Thình nó còn khổ hơn nhiều.
phần biết nói sao bây giờ. Còn chồng của cô năm đó chắc cô có chồng rồi chứ hả con? Thôi mày ở nói tới chồng con nó tao càng đứt ruột. Một đêm nọ trong khi mọi người vừa yên giấc thì súng ở đâu nó xả tới như mưa. Chừng nửa giờ sau tiếng súng vừa êm, coi lại mọi người không sao, chỉ có chồng con năm bị thương cùng mình cùng mấy. Đó rồi người lo đốt đuốc, kẻ đẩy xuồng xuống bến, hè hủi nhau chở nó ra nhà thương. Hồi mới đem vô người ta cưa cánh tay, qua bữa sau cưa luôn cái cẳng. Sau ba ngày ba đêm mê man bất tỉnh, thằng nó chết đi không trăng trối một lời. Con năm nó lo xin giấy tờ đem cái xác thằng nó về chôn. Lối xóm kẻ ít người nhiều lo đám ma cũng tôm tắt. Con nọ ở vậy như sao đứa con nghèo, nhóc nó chỉ sống bằng nghề đi làm mướn làm. Ôi cô bạn gái láng giềng thuở nhỏ, má đồng tiền môi thắm ửng màu son, nay là một chị đàn bà với kiếp sống lầm than. Thân quá bùa trong nỗi niềm cay đắng. Trời ơi, hai mươi mấy năm dư đau khổ thê lương kéo dài đắng đắng, sao chiến trình khói lửa vẫn chưa tàn. Quê ngoại còn trơ dấu vết của kinh hoàng. Cậu ơi cháu mong sao thanh bình mau trở lại, để chiều chiều ngồi bên cạnh hồ sen, bên những chung trà thơm ngát mùi hương, nhìn những cô gái đang gánh rơm cắt cỏ, trong khi mấy đứa bạn đờn ca bài giống cổ, bắt đầu bằng câu văng vẳng tiếng chuông chùa. Cô Năm ơi, cô Năm à, cô, ý trời đất ơi, cô ở ngoài này mà sao tôi kêu hoài, cô không chịu lên tiếng. Chị, cô còn nhớ tôi không vậy chị, cô Năm? Phải anh Tư, con của bác Mười cùng Lao Dung đây không? Thì tôi chứ ai, sao cô muốn lánh mặt tôi làm chi cô Năm? Tại vì tôi nghèo quá anh Tư à, anh thấy không? Làm cực nhọc bất kể trời mưa nắng, vậy mà áo không lành cơm chẳng đủ no. Bốn mươi mấy tuổi rồi vẫn cuốc mương cày thuê để bảo bọc một đàn con sau đưa. Trong khi anh sống sung sướng ở thành thị xa hoa, thì tôi chịu cảnh chải loạn suốt phần tư thế kỷ. Trong khi anh còn giữ được nét trẻ trung trong áo quần sặc sỡ, thì ở đồng quê tôi xấu tôi già. Chỉ còn chút an ủi là được sống bên mồ mả ông bà. Chắc anh đâu có được hưởng cảnh nấu cơm bằng nước mặn, ăn mâm cua đồng chấm dưới đọt ô rô, đêm ngủ dưới hầm để tránh đạn mọt chê, ngày đi làm thuê làm mướn cho bà con lôi xóm. Vậy mà hai mươi mấy năm qua vẫn còn vẫn sống, dù sống trong đói lạnh cơ hàng. Cô Năm, tôi có nghe cậu hai tôi thuật lại cảnh khổ bà con mình ở dưới này hết rồi, nhưng mà nhờ ông bà phò hộ nên anh em mình còn gặp được nhau đây. Tôi không còn lạ gì khi nghe anh gọi tôi khi bằng chị, khi bằng cô. Bao nhiêu đó cũng chứng tỏ rằng thời gian đã thay đổi hình dáng của bạn cũ quanh một cách phũ phàng không thương xót. Tóc thì đôi ba tháng chưa từng quen gương lược, áo thì cả đời chỉ có hai cái để đổi thay. Làm lụng tôi ngày nên mặt nam tay trai.
về nhà còn phải nấu cơm chẻ củi. Ăn bữa sáng phải lo bữa tối, đi đâu cũng đem theo một gói cao tròn. Đời sống dưới này như vậy đó anh Tư à. Sống để chờ đợi một cái gì không biết. Gặp lại nhau tôi mừng muốn rơi nước mắt. Đâu biết ngày còn gặp được anh Tư. Anh Tư. Cô Năm, tôi định qua nhà để từ giã cô. Mai sau cô lại qua đi. Tôi nghe cậu hai nói sáng nay anh về Sài Gòn. Dạ. Nên tôi có gói quà này tặng anh dùng lấy thảo. Cảm ơn cô Năm. Nhưng mà quà gì vậy cô Năm? Đây, một gói trà nhỏ nhỏ, ướp hương sen của quê ngoại thân yêu. Vắng xanh quê cổ nhớ thương nhiều, xin hãy nhớ mùi hương thôn già. Tôi biết ý của cô Năm muốn nhắc với tôi rằng, dù sống nơi xứ lạ, hãy ráng giữ lòng sao như cánh sen không quen ngủ bùng nhớ. Vậy nếu anh còn nhớ mối chân tình và những kỷ niệm ngày xưa, xin hãy nhớ mấy lời nhắn nhủ. Cô Năm ơi, rồi đây hương vị đồng quê xa lạ, rồi những đêm khi đô thành say giấc ngủ, tôi sẽ ngồi bên ấm trà sen mà tưởng mộng thanh bình. Một kiếp ly hương là mình tự dối lòng mình, đã hẹn với lòng năm lần bãi lượt rằng sẽ trở về nơi quê ngoài mến ai yêu, để nhìn nắng chiều dương trên xóm lá cô liêu, có đàn cò trắng buồn mình trên sông lúa, nhớ dâu mồng tơi nhớ bè rau ngổ, nhớ rằng vừa xanh soi mặt nước sông. Hồi hương giờ đã thành sự thật, còn giấc mộng thanh bình chưa biết phải đợi đến bao lâu. Thôi rồi đấy mình sẽ gặp nhau. Tôi đi, cô Năm ở lại. Anh Tư, anh vừa về đã vội ra đi, thế mới biết cuộc sống bây giờ cơ cực quá. Ở đời mỗi người đều có riêng một cảnh khổ, nhưng ở quê nghèo chắc chịu khổ nhiều hơn. Rồi đây đêm đêm với anh sang với những ngọn neon, chắc có giây phút anh cũng tưởng nhớ đến dần trăng nơi quê ngoài. Trong khi ấy có lắm kẻ đang bàng hoàng sợ hãi khi anh quả chầu soi sáng một khung trời. Nhưng cảnh hải hùng chiếu thét cũng quen, đời giặc giả trời kêu ai nấy già đoan tư. Rồi đây những khi rỗi rảnh hãy nhớ trở về thăm quê ngoại nghe. Anh tìm say đắm nói lên câu tình duyên.
họ đi ngang nhà má, hai tay tôi xá, hai gối tôi quỳ, lòng thương con má họ, lòng thương con má xá gì thân tôi. Đó đó, vậy đó thấy không, gặp mặt là kêu ngạo á. Anh qua đây làm chi sớm vậy anh? Nè nè nè, lên đây lên đây, lên nói này cho nghe. Anh để chiếc xuồng lên bãi mẹ em chút coi. Nè đẩy lên đi. Đó. Ý trời đất ơi, em hái bông súng chi nhiều dữ vậy? Còn hỏi nữa, thì cũng nhờ sáng nào em cũng đem bông súng ra chợ bán, nên anh với em mới quen nhau, rồi sinh ra cảm ơn giữa đôi hồn xinh trẻ. Nhưng từ hồi anh cậy mối mày đem trầu cao đến nhà để cùng em tính chuyện trăm năm, chuyện vợ chồng hôn nhân, sao anh thấy em bỗng dưng lật lạc, tại cớ nào em hãy nói cho anh nghe. Đó là em sợ cô bác chê cười vì mới nhận cao trầu của anh. Cha sợ rồi nữa. Mới nhận trầu cao thì đâu phải vợ chồng, em thấy giữ gìn tiên tâm. Thôi hơi sức đầu mà em giữ tiên, mình đâu có làm điều chi sai quấy. Đã được sự đồng ý của mẹ cha thì trước hay sau là cũng vợ chồng. Thôi anh ấy bỏ qua chuyện đó đi, anh nghe em hỏi đi nè. Gì? Anh qua giờ này á có việc chi vậy? Em à, anh qua đây ha là để thưa với tía má em một việc. Anh vừa coi cái ngày đám cưới của hai ta rồi đó, 24 tháng 5 ngày tí giờ thìn, xin cho anh qua nhà để rước dâu. Trời ơi, trong tháng năm mắt lo dẻo mà cài bừa. Thôi thì tháng 9, tháng 10 gì đó, em chịu không? Đâu có được nè, tháng 9, tháng 10 em mắc lo trồng dưa. Vậy cho tháng nào bây giờ? Tháng nào cũng không chịu anh á. Không lẽ rồi bây giờ anh đi cưới vợ ngày mùng 1 Tết? Mùng 1 Tết ai cưới vợ? Anh này nói cái kỳ ghê à. Thôi mà, em Tám, em Tám ơi, sao em cứ hẹn lần, hẹn lừa, sắc rối làm gì khi mình đã thương nhau. Huống chi mẹ cha em đã nhận lễ trầu cao, thì sớm hay muộn cũng là chồng là vợ. Anh còn nhớ mãi một sáng tinh sương, khi gặp em hay bông súng bên cánh đồng vắng vẻ. Anh đã bảo dạng cầm tay em dịu dàng bảo nhỏ, rằng hai đứa ta có duyên có nợ, vì hương lửa ba sinh đã gắn bó sợi tơ hồng. Sao vua chính cái nằm ngang, thương em từ thuở mẹ mang trong lòng, mang trong lòng tình yêu bé nhỏ, rồi trưởng thành theo bóng thời gian. Em ơi, đã mấy lần xuân lại hè sang, hoa giông nở rộ đầu làng, cứ mỗi lần chim tu hú kêu vang, anh lại đón mừng xuân để đợi ngày làm đám cưới. Thì chuyện gì thủng thẳng một ngày một tới, chứ làm giống gì mà coi bộ nôn quá vậy? Vậy là em không có nhớ lời người xưa người ta để lại rồi đó. Sao? Người ta nói vậy nè: nói vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày có kẻ dèm pha. Anh mong duyên nợ đôi ta được mau thành tựu cho mẹ cha vui lòng. Ta sống bên nhau với danh nghĩa vợ chồng. Em ơi, đêm nào anh nằm anh ngủ đó, anh cũng thấy toàn là mộng mị không à. Nhưng tình
nhất rồi anh vẫn còn trằn trọc thâu canh. Nhớ miệng em cười, nhớ mắt em xinh, nhớ đôi má ửng hồng như trái chinh, nhớ đến cả mấy đóa hoa bông súng em đã tươi cười đem hai tặng người yêu. Anh nói anh yêu em, anh nhớ em lắm hả? Chứ sao? Xí, thương em, nhớ em mà còn nói chuyện người khác, anh trả lời đi. Trời đất ơi, trời đất ơi, ai mà nói cái điều phá chùa phá miếu vậy cả? Anh nói chuyện với ai? Hồi nào? Em nói anh tức quá. Đây nè, anh thề liền bây giờ, thề thiết là độc, anh thề liền bây giờ đây nè, thề bây giờ. Anh thiệt thề không? Thiệt mà, em muốn anh thề cái giống gì anh cũng thề hết, hả? Thề, nè, hồi tối 14 đó, ai đứng nói chuyện với con gái ông xã keo trước cổng đình? Trời đất ơi, ai mà. Ở cái đó là có. Vậy mà còn chối. Nhưng mà, anh nói cho em nghe, tại bữa đó đó ha, nó có cái việc mà anh đi với chợ á, đi ngang định tình cờ gặp cổ chứ ai mà. Tình cờ. Rồi hồi sáng hôm kia kìa, ai nói chuyện với cháu gái và tắm chuột ngoài bến xe lam? Trời đất ơi, cái cái đó có. Anh nói cho em nghe vậy nè. Cô kêu anh lại, cô hỏi thăm này nọ nọ kia, không lẽ rồi? Thôi anh ơi, tôi biết mà, tôi biết lòng dạ của anh quá mà. Trời ơi, lòng dạ của anh độc lắm. Lòng dạ của tôi là sao mà độc? Không biết. Nè, nếu anh còn cãi tôi thì kể từ này tôi nhất định rồi. Nhất định gì hả? Tôi không thèm anh đâu, tôi ở gia đồ tới chết anh coi. Nè, nếu mà em ở gia tôi cũng không thèm đi cưới ai hết. Thế không? Tôi ở vậy hoài như vậy đó, nó có vừa lòng em chưa? Nếu anh nói anh thương tôi sao anh còn toàn đem tình yêu ra chia năm sẽ bãi cho tôi phải khổ đau trong tháng đời năm chờ. Anh gạt gẫm làm chi một cô gái dài khờ, tôi thương anh nên mới nhận của anh lễ hỏi và đợi ngày duyên nở thành. Phải là người của riêng tôi, không ai có quyền cướp giật cũng như không ai có quyền ngăn cản. Tôi không muốn anh như con ong con bướm bay nhờn nhờ trên mấy cánh hoa tình. Trời ơi, em nói chuyện một hồi rồi sao anh nghe như là em ghen vậy đó. Nè, cô em ghen với cô đó hả? Ừ, tôi ghen đó, ai kiện đi tôi đi hầu. Trời đất quỷ thần ơi. Thôi anh đừng có làm bộ kêu trời kêu đất để mong khỏa lấp những chuyện làm của anh. Tôi đâu có quyền giao thiệp như anh. Được quen biết với cô này cô khác, họ dư giả nhiều tiền lắm bạc, họ sang vào đêm phân tô son. Còn thân tôi thì sớm nắng chiều mưa, năm tháng chỉ biết đi cày đi cấy. Anh tệ làm chi không biết tôi buồn tôi khổ, tôi giận hờn đến bỏ ngủ quên ăn. Đó là tại vì sao? Tôi thương anh, tôi quý anh. Chứ tôi còn lạ gì đâu. Đàn ông năm bãi lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Tôi đã nói là tôi thề để cho em tin tôi mà em cứ nói như vậy hoài à. Tôi biết phải làm sao bây giờ đi. Thôi. Ô, cái gì vậy? Gì à? Cái gì về? Người ta nói chưa hết lời về cái gì? Anh Tư. Em Tám. Dạ. Em có nghe gì không? Anh kỳ quá à. Em à, tiếng pháo nổ vang rền thôn xóm như mừng ngày hạnh phúc của đôi ta. Dưới bến thì ba chiếc ghe lường kết tuổi treo qua, đang rộn rịp đón chào cô dâu mới. Anh ơi. Hả? Em nghe lòng xáo xuyến giữa ngày trọng đại, mặc áo hồng để quỳ lại gia tiên.
sau khi làm lễ tơ hồng, em sẽ xa cha mẹ theo chồng về xóm khác. Rồi đây chiếc thuyền qua sẽ rước em cất bước sang ngang xuôi về bên ông và đưa đôi ta trần lượng sống ân tình. Gắn bó trăm năm duyên nợ của đôi mình, lát nữa đây thuyền đám cưới chèo ngang rạch cũ dưới một vùng nước biển trời xanh. Em hãy bước ra mũi thuyền đứng canh bên anh, nhìn qua bóng súng tươi cười trước gió, qua đồng nổi tưng bừng hân hở cũng như qua tình yêu nở rộ giữa tim mình. Trời dương dương pháo hồng, qua bay hương nồng còn bay trong gió. Trời xuân tươi thắm đón duyên lành trong tiếng hát ca. Có anh rồi em đừng sợ cô đơn. Thuyền qua tấp bến xuôi dòng, cất bước theo chồng trong tiếng pháo du quy. Oh,
yêu đâu dễ gì quên lãng, nên sầu hận đeo mang cho đến trọn đời. Năm tháng dần trôi rồi tất cả sẽ phai mờ, rồi tất cả sẽ trôi vào quên lãng. Em sẽ vui bên người đâu còn tiếc thương chi, chỉ còn tôi với khối tình si thương với nhớ một đời không phai lãng. Thôi anh ơi tránh hận làm chi nữa, chuyện tình mình chỉ có thế mà thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.